ai đã từng nghe qua cái tên bánh hòn chưa nhỉ? Hẳn có nhiều bạn thấy là lạ, nhưng thật ra lại vô cùng quen thuộc đó nha. Hãy chờ xem nhé. Bắt đầu với việc nạo dừa thành sợi, màu sắc và hương vị của bánh được tạo thành từ những nguyên liệu tự nhiên này đây. Các bột năng cho vào tô, hòa màu gấc với bột và nhồi cho đến khi dẻo mịn. Thực hiện lần lượt như thế với màu lá dứa và lá cẩm, chúng ta sẽ có được những khối bột như vậy. Cách nhanh nhất để có những viên bánh tròn tròn và đồng đều là như thế này. Nhìn đẹp mắt quá phải không nào? Đem những viên bột này đi luộc cho chín. Wow, nhìn hấp dẫn quá đi mất. Phủ những viên bánh bằng lớp dừa nạo nữa là hoàn tất rồi nha. Viên bánh dẻo dẻo dai dai với đủ loại hương vị. Vị dừa và me thì vừa thơm vừa béo. Ăn một miếng là thấy tuổi thơ như ùa về đấy.